Cường xin chào ông bà cô chú. Thì hôm nay Cường có đến trở lại ở nhà chú Cường. Thì đây là dưới quan cảnh cái nhà mình ở đây là cái chòi ở tại Bắc Kinh, coi như là đã đạp xong nghe ông bà cô chú. Thì cũng tổng cái kinh phí thì làm cũng đã hết 5 triệu đồng. Thì hôm nay Cường đến trở lại thì cũng để cập nhật cũng như là quá trình mà hoàn cảnh sinh hoạt như thế nào. Thì đây, thì trước khi lại thì mình cũng thấy cả nhà cũng đang rửa chén nè, coi như úp ở ngoài đường, coi như úp ở ngoài đường lộ luôn cả nhà ha. Đó, thì bữa nay chú chắc giờ này cũng trưa rồi, tụi em mình giờ này cũng là trưa cả nhà. Đây, thì cái này là cái phần mặt tiền trước nè cả nhà ơi. Đó, bữa nay lại có anh Hưng cũng tiếp làm nhà, đang ăn cơm nè. Ô, bữa nay ăn cơm hả? Dạ, chào anh, em mới ăn cơm. Bữa nay được món gì ngon quá vậy? Dạ, cá phi em mới đi mò nãy về làm sốt cà. Ôi, cá phi sốt cà. Dạ. Nhìn... cho con vô sốt cà. Cái món này là sốt cà này rất là độc lạ nha. Dạ. Cái này cá phi sốt cà cả nhà. Đây, ăn cũng như là cá phi này nó nhỏ, nó thịt nó ít ha. Dạ. Nói chung tại tháng này nó cá phi nó ốm lắm. Dạ, nó ốm. Dạ. Đi mò 6 giờ sáng, em đi mò được 4-5 con về. Rồi mừng hai anh em rồi nấu cơm rồi cúng cho bé đạo rồi em xúc cài miếng rồi hai anh em ăn cơm. Dạ. Bé đào hình như là cái món chính hình như là hột vịt là nhiều ha. Dạ, hột vịt dưới xúc xích nó phải xúc xích lắm anh. Dạ, đây cái bàn bé đào cũng rất là bèo nhèo cả nhà. Thì ngày mai chắc Cường có thể mua cho bé một cái bàn mới ha. Dạ. Quá, nhìn nấu bữa nay nấu ăn ở đây luôn hả? Dạ. Ở ngoài. Ở ngoài gió quá anh ạ. Ờ, ở đây gió quá ha. Dạ. Đúng rồi, ở đây nó không có cửa. Ở mình thả cái này xuống được nè. Thả xuống mà nó cũng gió, có thể ở trên lên. Ừ. Mình phải đem đây nó kín chút. Nó cũng lòn ha. Dạ. Con mà cái tôn là mình thấy bây giờ là coi như là đâu có nóng không? Dạ, tôn bây giờ thì cũng nói chung ra là ổn rồi. Như có mấy anh giúp đỡ chứ anh Mạnh Thường Quân đồ chứ chị em với cô chú đồ. Ừ. Là cất được cái căn nhà này về cho ổng thì cũng ổn thôi, nó không có cũng che nó cho mưa qua đỡ vài năm thôi. Coi như là cũng đỡ. Dạ. Nhưng mà con cái thì mình để cái tấm bạc này là nó đâu có nóng không? Dạ, không có nóng đâu anh. À. Cũng như mà cũng như là thường lệ không? Dạ. Mà có cái tôn thì cũng đỡ. Ủa cái gì hai anh em ăn hết cơm gì ghê vậy? Mấy đứa cháu nó lại nấu lại. Mấy đứa cháu nó lại ăn nè. Mỗi bữa là ăn hết nấu hết mấy ký? Dạ, có 1 ký. Đi tắm kìa, nãy giờ đi tắm á con. Dạ. Ừ. Đi tắm xong. Bây giờ tắm hả? Giặt đồ cho người luôn. Không dám đi xa. Giặt đồ luôn. Xa chú, nó xa. Đường đâu đi ra ngoài? Sợ sâu à, nó sâu à? Có đường nào đi ra khác không? Sợ sụp đó. Ở cái nền nó qua được hả? Ừ. Bây giờ lấy lò lại đi nấu ăn. Đây là cháo chứ cái này cà. Nói chung là hoàn cảnh khó khăn mà được những cái món này là cũng rất là quý nha cả nhà. Cháo này hồi sáng người ta cho, có người bạn nó cho em á, nó mua cho. Rồi em đem vô đây của ổng ăn cho đỡ đói giá sáng đi một cái. Chừng mấy gà là chưa có công việc nữa hả? Dạ chưa, em bây giờ bà chủ bả nói vậy rồi em cũng biết sao. Giờ chắc em ở đây được vài hôm nữa em gắng kiếm tiền đi làm, chứ bây giờ em đang thiếu nợ người ta 2 triệu, người ta lại đòi, người ta chửi hôm qua quá trời luôn, em không biết làm sao luôn. Em cũng bó tay luôn, em nói cô ơi trời tự em trả đừng có nặng lời, em không có giật đâu. Rồi cô nói mày giữ lời hứa nè, nói em giữ lời hứa mà hồi đó giờ em bao giờ mất lời hứa đâu với cô với anh đâu. Dạ. Bây giờ là coi như là mình thiếu ở đâu anh, thiếu ở đây hay thiếu ở chỗ làm? Thiếu ở chỗ mà ngã ban chạch đi vô nè. À, hai triệu tám trả được 800 rồi. Dạ. Rồi trong khi đó cái tiền đó là mượn để xài mấy bữa tết hay là sao? Mượn để lại đây mua bếp ga, mua gì rồi đổi ga đổi nước hai anh em ăn ở như cho chia buồn với ảnh thôi chứ không có gì. Quá được nha anh chị. Giống như lại đây ăn uống thì cũng ra chút đỉnh này kia đó. Dạ.
chứ để ảnh ra thì nãy quá mình cũng ngại ha. Dạ ngại lắm. Rồi hai nữa người ta lại người ta chạy xe lại qua, người ta biết địa điểm ở đây luôn, người ta lại người ta chửi mày thiếu tiền ta sao mà mày muốn giật cái gì. Nói, em không giật đâu chị, em tại vì em bất chưa, chị quá chưa có việc làm này kia đâu. Dạ em chưa có việc làm, em gửi cho chị liền à, chị thông cảm giùm em. Rồi anh tính là khi có tiền á là anh đi lâu làm. Em đi lên cho Bình Dương chỗ bà chủ em lại. Là có liên hệ anh rảnh chưa? Dạ có rồi. Có phải không? Dạ. Bà chủ kêu mày có tiền thì lên chảnh và mày mướn nhà trọ ở riêng. Rồi okay. Mày làm cho tao. Rồi tới tháng người ta tính lương. Đó, rồi vậy rồi em mới nói từ từ em đi kiếm tiền nè, mất được trăm mấy nè. Thiệt em trăm giống đứa trăm mấy đó. Mấy chục nè. Nè. Đó, cái tội nghiệp. Một con mấy con gà không dám xài đâu. Em năm 60 gì nè. Ý ăn cơm chứ mua thuốc khúc là mua thuốc khúc là. Ờ người ta mấy con quặng nó cho không à. Mấy thằng em nó cho rồi nói anh thấy anh gà cổ vậy. Rồi gâu kia đầu tứ luôn cho người không cạo. Nó mua cho hai cái lưỡi bò đó nè. Rồi chưa có cạo rồi em nói từ từ. Ủa rồi anh Hưng có lập gia đình chưa? Dạ em có lập gia đình, em thôi 18 năm rồi. Con em năm nay cũng 16, 17 tuổi rồi. Ừ, cũng lớn ha. Dạ. Anh được mấy đứa? Đứa một à. Đứa hả? Dạ. Rồi mình không có kiếm thêm bà nữa sao? Em cũng tính bước theo một bước nữa mà em chưa có... Chưa có đối tượng hả? Đối tượng. Dạ. Tại vì em cũng... Đối tượng này cũng hối hận quá, em cũng sợ quá, em cũng không dám bước nữa. Rồi sẵn lên clip này là em nói luôn là anh cần tuyển vợ luôn rồi, người ta có người chịu là anh chịu không? Nếu mà chịu em á thì em nói thẳng, nếu mà chịu á thì lo ăn uống rồi sung sống với em thì em chấp nhận, em sẵn sàng em ra mặt em làm em nuôi. Nói chung đừng có chuyện tùm bậy bạ, sống với em thiệt tình thì em cái đó là em ok. Nói chung á là anh là không có của cải nhưng mà chủ yếu là anh về anh nuôi thôi. Dạ. Có gì ăn nấy. Dạ. Thì tiền làm thì nói chung thì cũng hai chồng thì chia sẻ nhau. Dạ. Nếu mà thương thật tình. Dạ. Chứ còn nói thì thương thì để giống như lo vật chất nhiều quá thì anh không có khả năng ha. Dạ. Đây anh Hưng thì cũng sẽ tuyển vợ luôn rồi cả nhà, nếu mà cả nhà thích anh Hưng thì rất là đẹp trai nha. Tuy rằng anh gâu ghê thôi chứ cạo ra là lên đồ là nhìn là mét ken, nhưng mà cái cách anh nói chuyện từ hồi có những cái clip trước á là làm cái chòi là anh nói chuyện rất là người rất là có tâm đó. Mà lỡ là mai làm cho tiền chút đỉnh cho anh khoảng đi nhiêu đủ? Bây giờ lên trên chảnh là tiền xe là lên tới Vũng Tàu là 450, chứ thêm mình vô mướn nhà trọ là đóng tiền trước một tháng rồi người ta giữ thêm một tháng nữa. Ừ. Rồi mình đi mình mua bếp ga mua này kia thôi, nói chung ra là nó cũng hơi nhiều mà em cũng mấy anh giúp được nhiều thì em cũng cảm ơn mấy anh. Em đi lên chảnh em cố gắng mà làm. Nói chung ở đây á là chỉ là giúp anh cái tiền xe thôi. Dạ. Chứ còn nhiều quá thì nó không có đủ khả năng. Dạ. Tại vì tiền xe á thì giống như em cho ví dụ cũng vài trăm ngàn. Dạ. Thì đi làm tới Bình Dương rồi phải không? Dạ. Tới Bình Dương thì em nghĩ Vũng Tàu. Vũng Tàu hả? Dạ. Thì cũng cho 600-700 đi. Dạ. Đó thì chỉ giúp anh là giúp được cái phần đó thôi. Dạ. Chứ còn mà giống như là mướn nhà trọ hay là cái này cái kia nó giúp không nổi. Dạ. Thấy không? Tại vì chủ yếu là bây giờ nếu mà không giúp anh thì anh không có tiền thì anh cũng phải ở đây thôi. Dạ. Còn nếu mà anh có đi làm á. Dạ. Thì coi như là mình trả nợ với mình cũng cố gắng. Dạ. Giống như làm để dành dụm này kia đó thì sau này giống như cho con thì cũng bước tới thêm bước nữa thì cũng coi như là có tiền để giống như có lo cho gia đình mình. Dạ. Tại vì nói chung anh thì cũng rất là trẻ, anh bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay em 39 rồi. 39 rồi. Ờ. Gần em. 39 là anh rất là còn trẻ. Thì dạ. Ví dụ anh làm năm nay anh làm đi thì nếu mà trừ chi phí rồi đó thì tại vì anh nợ thì anh nói là anh nợ có cũng đâu nhiều phải không? Dạ. Đó thì anh làm khoảng 1-2 tháng thì coi như là dư rồi. Dạ. Thấy không? Thì dư thì coi như là mình kiếm thêm bà nữa là coi như là bình thường. Dạ. Chứ bây giờ là nếu mình sống tèn tèn như vậy á là nó mình không có kế hoạch á là dạ. Mình khổ hoài luôn, rồi lớn tuổi rồi bệnh đau cũng giống như là không có người giống như là chăm sóc lẫn nhau nữa. Dạ. Thấy gì nó cũng khó lắm. Dạ.
ví dụ anh mà không bướng ha, thì em nghĩ ví dụ anh làm anh cứ làm tèn tèn hoặc là có nhiều xài hết nhiều, dạ, tới chừng mình bệnh đau là coi như không có cái gì luôn. Dạ. Đó, thấy vậy nó cũng gối lắm mà mình không phải lo xa nha. Dạ. Đó. Thì gán làm năm nay đi, coi như là cũng trang trải xong thì coi người nào đó phù hợp với mình thì mình cứ như tiến tới luôn, rồi hai chồng làm ăn. Dạ. Đó thì cứ mình cứ là dư thôi. Dạ. Bây giờ cái chuyện mà ngã đổ này kia anh đừng thấy, anh đừng có sợ cái đó, là ví dụ là bây giờ ở hạp thì mình ở không hạp thì mình phải chia tay thôi, không có nói gì hết trơn á. Dạ. Tại bây giờ có nhiều người bây giờ là cũng là ba bốn vợ rồi, nhiều người ba bốn chồng, cái chuyện đó là cũng bình thường, người ta sau này người ta cũng dư giả, cũng hạnh phúc thôi. Dạ. Tại vì mình không hạnh phúc lý do là đa số là nghèo này kia đó, mình lo không nổi thì gia đình dễ bị sức mẻ lắm. Dạ. Về ưa gầy lộn, về cái tới tháng cái tiền điện tiền nước cái không có, cái đầu gầy lộn rồi đó. Dạ. Rồi bắt đầu thôi rồi gầy lộn xong rồi cái cuốn gối đi. Dạ. Trường hợp đó là rất là nhiều luôn. Trường hợp đây là cũng như chú Cường đó, thấy không? Tủ châm hay là gì? Dạ. Chú Cường ở đây nè, ở thăm chút xíu thôi, hình này tối quá. Không còn nóng lắm. Dạ, cũng đi làm móng vậy vậy kìa. Ngồi đây đi, ngồi đây nó sáng nè. Ừ, đó, ngồi dây góc rồi, đúng rồi. Rồi, mấy ngày vợ có liên hệ gì không? Không có. Ở gài xong hớt tóc gì quá trời, quá dài dài kìa. Có cái chuyện này em cũng tính nói với mấy anh. Còn mấy anh lại thì em nói thẳng luôn. Ừ. Đây ngồi luôn đi. Là hôm qua là con đây nè. Là em mới thấy hàng. Con nhỏ bữa hổm anh lại vậy thấy đó. Để tôi nói cho. Ừ. Tôi nói mới chính xác. Rồi nói đi. Là hôm qua là con nhỏ con gái bữa hổm nó chạy xe lại đó. Ừ. Là nó đậu xe ở ngoài bên cổng đó đó. Ừ. Em nói chỉ mấy anh đó. Ừ. Đây. Là nó lại xin gạo, ổng không cho. Rồi ổng cho thùng mì đem về. Ừ. Rồi mới hôm qua lại xin nữa gạo nữa. Rồi ổng không cho gạo. Ổng nói gạo để tao dành ăn già. Ừ. Ta cho là tao để dành ăn. Nhưng mà tụi mày có sức khỏe mà tụi mày không làm thì có tiền mà không mua gạo gì nấu ăn. Ừ. Mà tại sao mà mới lại xin tao không vậy? Ừ. Rồi mới ông nói vậy rồi bắt đầu mới con nhỏ nó nói lo cho thằng thứ hai không à, không lo cho nó. Ừ. Nó là cái gì hả? Nó là cái gì gia đình? Con nhỏ thứ ba của ông này nè. Ờ. Rồi mới ông này nói tao có lo cho ai đâu mà mày nói tao vậy. Ừ. Rồi mới con nhỏ nó nói sao mày lại nhà tao. Tao lo cho mày ăn uống mà ba mình đó nghe, ba một mình đó, tại sao mà kêu mày tao? Rồi sao nói chuyện vậy? Rồi bắt đầu nó nói á, nó dái 11 á cho sạc nghiệp ở cái trò này, đừng có lợi nhà nó. Mấy tụi mày mà lợi nhà tao á, tao bứt lông lộn cho ăn. Trời ơi. Em nói với mặt trời. Em giở tay lên em nói với mặt trời, nếu mà có không có sẽ đụng em nát đầu. Trời ơi. Nó dám nói một câu vậy, con của mình mà dám nói với ông già mình. Mà tại vì em á, ở ngoài em không dám nói một câu vậy thôi. Đúng rồi. Tại em nói thì nó nói, anh là cái gì? Nó. Đúng rồi, người ta nói. Mà tại sao mà nó con ruột của mình mà tại sao mà này, con mình mà dám nói một câu như vậy? Ủa, nó nhỏ nó nhìn thấy được lắm mà. Trời ơi. Thấy bận đồ được, lúc mà đang nói chuyện thì chú nói chuyện nó ngược ra phải không? Không phải. Không phải hả? Không phải. Nhớ khác nè. Con nhỏ mà lại xin gạo á. Hả ba? Rồi nó lại nó nói là mấy tụi mày đừng có lợi nhà tao nữa. Trên kẹo ơi. Đừng có lợi nhà tao nữa. Nếu lợi tao lợi nhà tao nữa tao nhổ lông lồn cho mấy tụi mày ăn. Trời ơi. Đó. Nói với ông này luôn nè, chính mặt ông này nè. Ừ. Là nói là mấy tụi mày luôn á. Lại tới nhà tao là tao nhổ lông lồn cho mấy tụi mày ăn. Trời ơi. Đó. Mà con ruột mình mà dám nói với ông già vậy á, mấy anh nghĩ coi sao. Bài em hôm qua em tức lắm mà em không nói được tại vì em người ngoài. Ừ. Đó. Rồi ông này ông không nói gì, ông cứ rớt nước mắt chọc chọc. Em cũng muốn rớt nước mắt theo ổng mà có một cái em cũng không biết nói sao bây giờ. Cho mày đi cho rồi đi chứ bây giờ nói thì em cũng cảm thật lòng với ổng. Cho anh kẹo ở ta vậy tao xin kẹo. Rồi mới nó ra chạy xe đi rồi nó lấy đồ đạc đồ của mẹ nó đi hết. Rồi nó chửi ông này một cái nữa. Nói tụi mày đừng có lợi nhà tao nha. Rồi tụi mày á là ông già. Đó. Coi thấy con mất dạy gì không? Có con nào gì không? Ăn uống no nê rồi cha cũng vẫn
đói giờ, cho con ăn cho no, mà con không biết suy nghĩ về cái chuyện đó. Em nói thẳng hôm qua mấy anh mà lại em chỉ mặt rồi cho mấy anh quay luôn á. Dạ. Em thấy tội nghiệp, ổng cứ nước mắt rồi ổng cắn răng chịu đựng. Nói chung chú thì nói chung chú vợ đi cũng đã bị buồn rồi, nhưng mà đó giờ con gái là cũng có thận thảo với chú không, hay là cũng à. Đó con gái giờ có thận thảo với chú không? Đứa nào? Con nhỏ hôm qua là không có thận với ổng. Con nhỏ hôm qua đó lại xin gả là cho hai lần rồi. Rồi lại xin lần sau cho mì thôi. Dạ. Lần sau lại bữa hôm qua lại xin gả nó không cho. Chứ hai chồng còn trẻ làm đi chứ cha giờ cái giống như gạo của người ta cho để ăn từ từ thôi, chứ giờ cho hết là coi như giống như không ai hỗ trợ nữa rồi. Rồi ổng xin ai? Ông nói sẽ thấy ổng rớt nước mắt rồi, em muốn rớt mắt theo luôn á. Chưa tình trạng nào mà gặp cái tình trạng này mà con gái mà dám cho nói một câu mà về mấy mày, tụi mày đừng có về nhà tao, về nhà tao tao nhổ lông lồn cho mấy tụi mày ăn. Rồi nói từ đây cha con là cắt đứt tình nghĩa, đường ai nấy đi. Mà con nhỏ con gái dám nói một câu gì đó. Em dám đứng ra mặt em dám nói, em cũng muốn đứng gương mắt với ổng luôn á thiệt á. Hôm qua dám nói một câu vậy trời ơi. Em nói trời mà sập xuống một cái thì cho nó chết rồi đi. Bởi vì cái câu nói, cái câu tục ngữ người ta nói rất là đúng luôn. Nó cha mẹ nuôi con thì không kể ngày kể tháng mà con thì nuôi cha mẹ kể ngày kể tháng, mà cái này không có nuôi nha. Cái này ổng giờ ổng cha chú giờ đâu cũng đâu có làm được cái gì đâu. Trong lúc khổ không có gạo ăn thì không thấy nó xách lại một ký gạo luôn hả chú? Có xách ký gạo nào đâu mà... em về nhà em lấy gạo gì nấu cơm cho ổng ăn, rồi nó còn lại xin gạo, nó thấy bao gạo đó thằng em nó gửi. Bởi vì nó cứ lại nó thấy bao gạo đó nó cứ đòi lấy không, rồi ông nào nói của thằng em tao cho, rồi nó cho tao nhiêu thì tao múc nhiêu, tao để tao dành ăn tới tuổi già, mày lại xin tao nữa, mày xin thì xin thằng em đi. Bắt đầu nó kiếm chuyện nó chửi ổng luôn. Chửi ổng nói mày mai mốt á ở đây sạc nghiệp, đừng có lợi nhà tao, lợi nhà tao á. Tao không có tiếp xúc với mày đâu. Nếu mà lợi tao nhổ lông lồn cho tụi mày ăn. Bệnh không có tiền thuốc men, không ai lo lắng này kia, trong khi mắt thì vợ thì bỏ đi, bây giờ tới con quậy nữa chưa. Chắc nó thấy quay YouTube có tiền á, nó kiếm. Quá tội nghiệp, bây giờ là mới cắt vô càng tròi xong thấy tươi là giờ mặt đen nữa. Trong 2 ngày là quay lại đen. Hết vợ đi rồi giờ tới con gái quậy. Trong khi đó con gái lớn rồi chưa lo được một cái mảnh đời gì cho chú hết, mà lại quậy nó xin gạo. Mà đó chú Cường, bây giờ là trong các con á thì thường đứa nào lo cho chú nhiều nhất? Thứ hai á là chỗ hai chồng mà con dâu là đây phải không? À. Giờ nó hay mập mập đó. À. Giờ nó đi cứ con nó chút xíu lại. Nó lại làm đồ ăn cho cha đấy. Thấy cũng được ha. Hôm qua trời con gái nói gì rồi chú trả lời sao, chú nói sao? Con gái chú nói gì? Không biết nói gì đâu, thì nói gì cái nước mắt thì chú quá hiền. Chúc người cha không phải là gì mà không biết đi làm gì hay gì, nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh nó khó khăn, nó chồng chất hết cái cảnh này tới cái cảnh kia, rồi bây giờ là mới nghèo mới khổ như vậy. Rồi con nó thì đi làm rồi, nói chung thì cũng không học hành nghề nghiệp gì hết, chỉ có đi bốc vác với đi này kia thôi, không có xây sở được cuộc sống, nó đưa đẩy chú khóc về nữa em. Cái câu chuyện quanh năm 2023 giờ kéo khách tới 2024 là giờ là tới con gái nè anh chị em. Nói chung là mấy em quay là không có dựng cảnh gì nghe, mong anh chị em đừng có nói một câu mà bình luận mà dựng cảnh gì trên đây là không có nha anh chị em. Cái này là quay thực tế một cái hoàn cảnh gia đình chú Cường là ra sao nha. Những cái tin mà giật gân không anh chị em, mỗi lần lại quay là mỗi lần nghe. Con gái thứ ba, ủa rồi có chồng không? Hả? Có chồng không nhỏ đó? Có. 5 đứa con. Trời ơi. 5 nữa hả?
Ở trong khi đó là năm đứa con, người chồng nó làm gì, nó làm gì mà để em xin gạo? Chồng nó đi đi theo mấy cách vậy cho đập à. Cũng có tiền chứ lắm mà đi mấy cách. Bởi vì nó lại sinh hoài vậy, vậy nó có làm gì không? Nó sẽ ở nhà có con nó. Phải mà ông, phải mà ba mình mà giàu có hay là khá hay là đỡ đỡ rồi có miếng đất ở này này, ở này, ở cái chòi, ở ở tạm ở bờ nữa, nhìn vậy mà dám lại đây xin gạo, nó không hiểu luôn hả anh Gực? Trong khi đó nó em mình chết rồi đó, nó chưa có hỏi thăm ở cái bàn này là được không, mua cái bàn có nhiêu trăm mấy này, nó chưa có lợi mà mua được một cây bông ra đốt cho em nó nữa đó. Vậy đó hả? Chưa được mua được một cây bông mà cầm cho em nó nữa, thua cháu nó nữa. Cháu đó lúc nào con nhỏ này nè, lúc nào nó lại bới cơm và cúng kiến cho kêu chị Năm lên ăn cơm. Nó mà nó lại, nó chủ yếu là nó đòi tiền không à. Đòi tiền với gạo. Thôi đó, người em mà thua với cái người cháu nữa nè chị em. Xong khi tắm xong vô thấy nhang hết nè, đốt cái nhang vô đó thôi. Con đi. Sao gì không? Lên. Con nhỏ này là nhỏ Út. Đó. Nhỏ này nãy giặt đồ phải không? Giặt đồ ở ngoài đó. Chưa không? Nhỏ này là nhỏ thứ 8 á. Giỏi quá trời. Nhỏ này là đồng nhất luôn ha. Út á hả? Là Út của ổng nữa hả? Út á. Thứ 8. Trời, còn bé lớn nữa đó hả? Rồi con nhỏ kia bây giờ, nhỏ kia bây giờ ở trên học lớp 2 nó nghỉ. Cũng đỡ rồi, cũng biết chữ, chưa con? Chưa. Chưa à. Còn nhỏ thứ 7 ở Tây Ninh nó chưa về. Con xuống đây coi mấy gà không gặp con vậy? Ngồi nói chuyện chút xíu coi. Nha, bởi khinh, ổn nè. Chị ba hả? Con ngồi xuống hả? Vậy là con ở với chị ba, là cái chị nãy giờ nói chuyện đó hả? Dạ. Thì như ba con, như cha nói gì là chị ba có như vậy không? Giống như là xin gạo có luôn hả? Rồi con ở trên được không? Chị ba có thương con không? Con... Xin cho. Giống như cái cuộc sống con ở với chị ba cho ảnh á. Mà sao có men cận thị mẹ thì vậy anh, men vậy chú anh nói chuyện bình thường nói đi. Vậy ba là có xin gạo có như vậy không? Thì con nói tiếng Việt đấy. Có hả? Rồi có nói một câu nặng nhẹ với cha không? Có luôn hả? Rồi con cảm thấy sao? Con ngồi im. Con ngồi im luôn hả? Chứ nhỏ đâu có biết gì đâu. Dạ đâu biết gì đâu nhỏ. Thì nói chung không dám nói à. Bé cũng nhận thức được mà không dám nói không con? Vậy là thâm lên. Nói lớn lên. Nói cho lớn chút. Rồi con ở trên với chị ba con là bao lâu rồi? Mấy ngày à. Ủa? Mấy ngày à? Mới có mấy ngày hả? À? Dạ. Đi mẹ. Ba con. Mấy ngày rồi mới về đây ở lại. Thì mẹ nó bỏ đó, mẹ nó bỏ nó rồi mới nói chuyện ở đây đó. Được mà trong Tết nữa hả? Đi với mẹ, đi với con. Lúc mấy anh mua tôn rồi có em có là lúc đó là mẹ đi con đi. Là mẹ đi luôn. Mẹ bỏ con đâu lúc đó? Là bỏ trên chị ba đó hả? Con nó có liên lạc với ba con đây không? Không hả? Ba không có điện thoại. Rồi mẹ con có nói gì không? Dạ con điện cho mẹ con muốn được. Không được luôn hả? Dạ. Rồi cái lúc mà mẹ đi là mẹ có nói dặn dò con cái gì không? Không. Không hả? Đi rồi bỏ con đó rồi đi luôn. Dạ. Đây là cái bé Út nè anh chị em. Thứ 8 hay thứ 9? Thứ 8. Thứ 8. Là đi với cái người mẹ mà ôm tiền Mạnh Thường Quân đi theo trai đó anh chị em. Là bé này nè anh chị em. Đi với cái cô đó. Là người mẹ. Bỏ là bé không biết luôn. Bỏ trên bà chị ba nãy là mới nói xuống xin gạo đó anh chị em. Rất tội nghiệp. Bé này cũng rất giỏi biết giặt đồ nữa nè. Nãy tính ra quay con giặt đồ rồi con đi vô rồi. Mỗi lần mỗi cái câu chuyện nghe giật gân không ha. Tình huống mới ha. Trong khi đó chị ba là con gái thứ ba mà lớn mà năm đứa con rồi không biết lo lắng nữa, còn xuống đây không biết đã không lo cho cha được mà còn xuống đây kiếm bào nữa. Mà không biết nghĩ sao mà xuống đây mà hả viện lên ở mình con gái. Cha mình nuôi mình từ nhỏ lớn. Cơm ăn no rồi ngủ không cho một con mũi chích nữa. Mà tại sao mà dám nói với cha mình một câu như vậy? Em cũng không hiểu luôn.
mấy tụi mày đừng có lợi nhà tao bứt lông lù cho mấy tụi mày mày ăn. Dám nói với cha mình vậy, coi coi con mình quỷ hay là ma không biết. Em cũng không hiểu luôn. Hôm qua chửi ổng gì cái ổng không dám nói gì luôn, ổng ngồi chỉ rớt nước mắt rồi em cũng thấy ổng rớt nước mắt em cũng muốn rớt theo. Hôm qua nếu mà em theo như em gia đình ở đây nha, là con nhỏ thứ ba đó là em đập tét cái đầu nó rồi đó. Mày nói chuyện với cha đâu đó mà nói chuyện kiểu đó. Mẹ mày còn chưa dám nói nữa mà mày nói. Nó lên xe nó chạy đi hơi một. Trả lại xin gạo hai lần rồi. Xin gạo hai lần rồi ông này ông đâu có cho đâu. Tại cho lúc cho nó biết nó quen rồi nó cứ lại xin hoài. Rồi nó không đi làm gì nó cứ lấy gạo ông này đi rồi nấu ăn hết thì lại xin nữa. Thì ông này có cái tính hơi mềm. Nói ngọt ngọt với ông cho mà hôm qua nhờ em nói sao rồi ông không cho. Rồi mới dứt ông luôn. Chửi ông câu đó quá nặng luôn. Trong khi đó là chú suy nghĩ sao lúc mà người con mà nói cái câu mà nghe quá nặng là người con gái ruột của mình chứ. Bây giờ biết làm sao giờ mình làm cha mà con nó nói vậy mình không lẽ nào mà mình cũng có lời nói. Con ở xứ xa ngã ba con đâu lo lót cho ba đâu. Ở thằng thứ hai ở gần á, mỗi ngày người ta nấu cơm, đồ ăn lại cho ba. Rồi con đâu có đâu, mà con lại là xin gạo ba không có đâu. Người ta cho được mấy chục ký đó là ba để ăn, chứ ba không cho con. Bởi vì nó tức giận, nó đi một vòng lại nó chửi. Chửi, cho mày chửi, cho đã đi. Cái đó hậu quả của mày. Cái đó là hậu quả của mày đó sau này. Thì giống như là con đối xử cha mẹ sau này thì cũng bị giống như con đối xử lại thôi. Dạ cái đó là cái đó hậu quả của mày sau này đó. Dạ đang nghĩ nói mà chưa có con nào mà dám nói với cha mình một câu gì đâu. Em sống hồi nhỏ tới lớn bây giờ em gần 3-40 năm rồi mà chưa có ai mà dám nói một câu như vậy. Nói là mấy tụi mày là chơi ông này luôn và ruột mình mà chơi luôn, chửi thẳng luôn. Nói mấy tụi mày đừng có lợi nhà tao tao bứt lông lộn cho mấy tụi mày ăn. Mà con mình đó nghe. Nó hổ cái cỡ đó. Không nói, tại vì tôi hiền quá. Cấp trước á, anh Mạnh thằng Quân đồ cất nhà cho nó đó. Nó mà nó không có nhớ ơn nhớ nghĩa anh Mạnh thằng Quân đồ. Chứ chị em con sụp cái miếng đó xuống rồi. Chụp miếng cao su xuống đất cao su cho để con rồi chụp câu quá nặng nha. Câu đó là câu quá nặng luôn mà cái nhà nó thì cũng nhờ anh Mạnh Thường Quân với bên cô chú anh chị đầu ở bên Mỹ với ở trong nước nè, người ta giúp đỡ cất cho gần 200 triệu vậy đó. Mà nó không nhớ ơn nhớ nghĩa mà nó dám hở lên cất nhà xong rồi nó dám nói một câu như vậy với ông già mình. Bởi vậy thứ con mất dạy có ngày thì cũng giờ đâu biết nói sao giờ đã con mất một đứa rồi. Thêm mẹ nó đi bỏ nữa rồi thêm nó lại chửi nữa. Đủ thứ dồn dập đủ thứ hết chứ. Sống sao nổi rồi bệnh tình tùm lum hết rồi. Rồi hỏi sao mà hoàn cảnh những hoàn cảnh gì, hỏi sao mà không uống chút đỉnh rượu để cho nó qua cơn. Mấy gai uống rượu không? Bỏ đi nghe, tại vì Mạnh Quân với trên mạng ta kêu là bình luận là nó uống rượu quá trời nghe. Giờ thầy trên đây bỏ làm sao cho Mạnh Quân thấy nè. Không phải uống thiệt hả? Giơ tay thầy sao? Nếu mà thường nói mua lại nhậu một cốc thôi cũng nem miếng nên cho nó có vị phải không là ăn cơm. Nói chung cũng uống thì cũng không cấm được, tại vì uống là mình uống ít thôi. Giống như thì ăn cơm giống như uống chút đỉnh này kia sợ giống như uống liên miên này kia rồi không ăn không uống á thì giống như bệnh đau này kia nó cũng không có ai chăm sóc hoặc là lỡ không có tiền á thì nó cũng khó phải không. Thôi cũng video quá dài thì
Đây nè anh chị, em biết hai người này là gia dế sao không anh chị? Bé sau là dì Út nữa nha. Tới dì đừng nói, bé trước này là cháu nè anh chị em. Cháu dì nè, hai đứa nè. Cỡ một tuổi nhau chứ đâu, phải không? Trên lệch đâu nhiêu? Con nhiêu tuổi? Con 11. Con 11, con nhiêu? 10 tuổi rưỡi. 10 tuổi rưỡi, trên lệch tuổi 1 à. Con 11. Dì với cháu luôn nè. Dì cháu à? Ừ. Con hôm nay con này dì Út nè. Dì Út nè. Chị con 11, bây giờ chị con lên 12 rồi. Mấy gà là nghe bé, nghe bé Út, bé Út bữa nay mới biết bé Út nè. Ờ con ba là con nhỏ bữa hổm mà đầu tiên lại quay ngồi ở đây đó hả? Nhỏ nhỏ đó hả? Mẹ không. Con con nhỏ bự á, mập mắt quá. Không, ý là con nhỏ là lại xin gạo. Là nhỏ ngồi ở đây nè. Đúng rồi đó. Ờ đúng rồi, bữa em chỉ mấy anh đó. Đó là chị bà. Bữa mà em chỉ mấy anh là nó ngồi đây nè, ngồi ăn mì đâu đó. Ờ. Chị bà của nhỏ đó đó. Là nó nói là ông già này nè. Thấy cũng hiền mà sao chị thấy cũng biết nói chuyện mà. Mối lại kìa. Tập bò sao? Thấy cũng hiền, thấy cũng gì mà sao nói chuyện thì thấy mặt nói vậy thôi chứ không phải gì đâu. Lương tâm nó ác nó. Cường nói gì nói đi. Thì hôm nay tụi em đến thứ nhất là để thăm sức khỏe ha. Thì cũng như sau khi làm cái chòi xong thì lại cũng như coi gia đình sinh hoạt như thế nào. Thì nếu mà ngày mai chỗ anh Tấn ảnh không có chạy xe thì tụi em sẽ mua cho cái bàn nhỏ nhỏ cho bé Đào. Rồi anh á, thì nếu mà ngày mai nếu mà anh nói đi làm thì mời em sẽ giúp cho anh cái số tiền coi như là có tiền xe để anh đi làm. Dạ. Ha. Thì tạm thời cũng như là cái video hôm nay Cường lại chia sẻ những cái hoàn cảnh chú Cường, ông bà của chú. Thì thật sự ra thì chú cũng rất là hiền. Sau khi vợ bỏ thì lại cũng con gái thì cũng nói chung cũng có dùng từ nặng nhẹ này kia đó. Thì quá trình mà xin gạo này kia thì cha cũng không cho. Thì thật sự ra thì mỗi cái hoàn cảnh thì ai đều khác nhau. Thì thật sự ra những cái clip này á, thì ông bà của chú nếu mà những cái đứa con mà coi như á, thì mình nên cũng sống hiếu hiếu đạo với cha mẹ. Thì thật sự ra thì luôn luôn cũng có đó là những cái lực nhân quả. Thì sống mình biết cha mẹ cũng biết ăn đời ở kiếp. Thì cuộc sống mình sau này con cũng sẽ đối xử như thế tốt hơn. Thì cũng chúc chú Cường với anh Hưng dồi dào sức khỏe ha. Dạ. Rồi cũng Cường cũng xin cái bài chào ông bà cô chú luôn ạ.